Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát trong chuyên mục Tử Vi chi tiết từng tuổi trong tháng 3 âm lịch. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Phong Thủy Gia Cát sẽ cùng chia sẻ với quý vị và các bạn về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên của những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong tháng 3 âm lịch. Các chuyên gia tử vi cảnh báo, trong tháng 3 âm lịch này thì những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ phải chịu nhiều ảnh hưởng bởi hung tinh Thái Tuế nên phải gánh vác trên vai rất nhiều áp lực và nhất là vấn đề về kinh tế. Họa vô đơn chí, đây là một năm cực độc nếu như bản mệnh không nắm được vận trình Thái Tuế và cách hóa giải hung tinh thì những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ rất dễ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi. Ngoài ra thì sẽ rất có thể gặp đại nạn trong năm 2022 này. Tiểu nhân sẽ vây hãm và quấy phá liên tục. Nhưng quý vị ạ, cũng đừng vì thế mà những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ phải quá lo lắng. Những khó khăn trở ngại trong cuộc sống đến với mình thì chúng tôi tin rằng chỉ giúp bản thân chúng ta hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn. Sau những biến cố, sau những xui xẻo thì bao giờ cũng là một con đường sáng lạng ở phía trước. Nếu nắm bắt được vận mệnh và biết cách đi đúng hướng thì những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 3 này chúng ta vẫn sẽ có những cơ hội để có thể thành công đột phá, đứng đầu trong top những con giáp giàu có nhất trong năm 2022 Nhâm Dần này. Vậy thì để biết được vận trình tài lộc của mình trong tháng 3 âm lịch này sẽ ra sao, xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, Kỷ Tỵ sinh năm 1989 là người thông minh, sáng dạ, có khí chất, hấp dẫn, mưu lược và bí ẩn. Kỷ Tỵ không thuộc tiếp người bốc đồng, phô trương. Họ kín đáo, hành xử âm thầm, khả năng tự lập cao. Họ thường thích đọc sách, nghe nhạc, thích ăn ngon, mặc đẹp hay bị thu hút bởi cái đẹp. Nữ Kỷ Tỵ quyến rũ nổi bật, nam Kỷ Tỵ nho nhã, lịch sự và có khí chất. Đại Lâm Mộc là cây lớn giữa rừng, che chở cho muôn loài. Người mệnh này giàu lòng trắc ẩn hay giúp đỡ người khác. Kỷ Tỵ có khả năng quan sát, học hỏi và rút ra nhiều bài học cho bản thân qua việc theo dõi thất bại của người khác. Kỷ Tỵ xoay chuyển tình thế rất tốt. Những lúc gặp khó khăn, họ luôn kiên nhẫn phân tích kỹ càng để tìm ra mấu chốt của vấn đề rồi giải quyết một cách ổn thỏa. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ sinh năm 1989 tổng thể phát triển ổn định trong tháng. Bạn có thể phát huy được năng lực của mình, được lãnh đạo chú ý, song lại dễ khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Vì thế, bạn nên có khả năng quan sát, đánh giá tình hình tinh tế, không nên dễ dàng tin theo lời rủ rê, lôi kéo của ai. Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng cần cố gắng, dựa trên sức của mình, chớ nên tranh giành chiếm đoạt của người khác, nếu không dễ vướng thị phi. Quan hệ vợ chồng của người tuổi này về cơ bản là hài hòa. Dù công việc có bận rộn đến mấy, bạn cũng nhớ giúp đỡ nửa kia trong công việc nhà. Việc đó tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại có tác dụng rất lớn trong việc gắn kết tình cảm đôi bên. Xét về thiên can, kỳ âm thổ gặp giáp dương mộc nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng 3 âm lịch, tuy có quý nhân trợ lực, song tuổi Kỷ Tỵ sẽ phải đối mặt với một số biến động trong chuyện công việc. Gia chủ dễ phạm phải sai lầm, tự mang tai vạ cho bản thân vì sự cầu thả và chủ quan. Hơn nữa, làm việc tùy hứng, thiếu tính kỷ luật, dễ bỏ lửng nửa chừng, khi hăng hái ban đầu qua đi thì việc gì cũng chỉ có kết quả nửa vời, khó đạt thành công lớn. Khi đó bạn sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian để giải quyết mớ rắc rối do chính mình gây ra. Càng là người đứng ở vị thế cao, lại càng phải giữ cho mình cái đầu lạnh. Chỉ một nước cờ sai lầm cũng có thể dẫn đến đại bại cả ván cờ. Cần phải biết mình là ai, mình đang ở đâu và mình cần làm gì. Nếu bạn muốn nhảy việc trong tháng này thì nên suy nghĩ lại, đây chưa phải là thời cơ tốt. Bạn sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ, bỏ lại sự cố gắng nỗ lực của bạn cho đến thời điểm hiện tại. Đừng vì chút nóng giận mà dẫn đến quyết định sai lầm. Mặc dù công việc không quá thuận lợi, nhưng bạn vẫn có cơ hội tiếp xúc với nhiều hạng mục công việc mới. Điều đó là tiền đề phát triển, tạo những mối bứt phá sau này cho bản thân. năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Kỷ Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, xem tử vi tuổi Kỷ Tỵ tháng 3 âm lịch, tài lộc là một trong những điểm sáng của con giáp này. Đặc biệt là với người làm kinh doanh, bạn dễ dàng thu về những khoản lợi không nhỏ nhờ có kế hoạch tiếp thị, đa dạng hàng hóa, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường và khách hàng. Tuy nhiên, tài chính rủng rỉnh đồng nghĩa với việc mức chi tiêu của bản mệnh cũng tăng thêm. Nói cách khác, tháng này người tuổi Kỷ Tỵ vừa có thể kiếm tiền lại vừa chi tiêu khá nhiều. Ngoài ra việc kiếm tiền không hề dễ dàng, ngược lại bản mệnh phải rất vất vả, hao tổn nhiều công sức mới đạt được mục tiêu tài chính. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng 3 này, người tuổi Kỷ Tỵ hay muộn phiền, tinh thần bất an, lo lắng, gây bất lợi cho sức khỏe. Muốn khỏe mạnh thì bạn phải biết buông bỏ, tập trung vào hiện tại mà thôi, vì những gì bạn làm ngày hôm nay được xem là nhân quả cho tương lai. Gia chủ cần phải đề phòng các bệnh về tim, não, máu, đường tiêu hóa, bởi những cơ quan này đang ẩn chứa nhiều nguy cơ mà bạn không lường trước được. Ngoài ra trong năm nay cũng cần phải chú ý tĩnh dưỡng, giải tỏa cảm xúc thích hợp, chớ nên để tinh thần căng thẳng trong thời gian dài, cũng không nên di chuyển đến những nơi lộng gió để tránh các chứng cảm mạo phong hàn. Một chế độ sinh hoạt khoa học, tập thể dục thường xuyên kết hợp với thái độ sống khiêm tốn, không so đo hơn thua với người khác sẽ giúp bạn giữ vững được nền tảng thể chất khỏe mạnh. Các quý gia chủ tuổi Kỷ Tỵ hãy luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Kỷ Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng 3 âm lịch không hoàn toàn lý tưởng đối với đường tình duyên của Kỷ Tỵ. Bạn có tương đối ít cơ hội về tình cảm, mọi thứ dậm chân tại chỗ và khó có bước đột phá như ý muốn. Mặc dù đào hoa khá vượng, nhưng riêng nữ mệnh có thể dễ gặp phải vận đào hoa xấu hoặc cảm thấy phiền lòng với sự đeo bám theo đuổi quá mức nhiệt tình của người mà mình không có chút tình cảm. Lời khuyên cho bạn dù không thích thì bạn cũng nên lựa lời phù hợp để từ chối khéo léo, tránh quá mức căng thẳng sẽ gây phản tác dụng. Với nam mạng, cơ hội tình cảm nhỉnh hơn một chút nhưng cũng cần phải dành thêm thời gian suy nghĩ về tình cảm thật của mình, chớ nên vội vã đưa ra quyết định chỉ vì cô đơn, bởi như thế là không công bằng cho cả hai. Với những ai đã kết hôn, gia đạo có phần bất ổn nhưng ở mức độ tiểu hung, sẽ có những xáo trộn xảy ra đòi hỏi các thành viên học cách thích ứng càng nhanh càng tốt và cùng nhau san sẻ để vượt qua thời gian khó khăn thì mọi chuyện không có điều gì đáng lo ngại. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn, lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành thủy cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 3 năm 2022, tức ngày 4 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 3 năm 2022, tức ngày 16 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 3 năm 2022, tức ngày 28 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 3 năm 2022, tức ngày 13 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 3 năm 2022, tức ngày 25 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người sinh năm 1989 trong tháng 3 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát.